ơi. À. Qua đây nè, ngắm cảnh bên đây là bằng bảy luôn. Hello.
Đây, đi vòng hết thằng kia. Thằng nào? Kia còn nhiều bao nhiêu kia mà. Đi kia đi hết rồi. Nhiều. Mình phải đi sơ sơ. Mình đi một tí này thôi. Xa thì xa là bãi biển. Còn chưa khúc bên này. Biển đây. Nó mây kia đen. Nguyên cái vịnh Đà Nẵng, có thấy nguyên vịnh Đà Nẵng không? Đấy. Cái vịnh Đà Nẵng là từ cái mũi bán đảo Sơn Trà đó kéo qua tới Hải Vân bên đây nè. Bây giờ. Dạ, ba. Sao đám mây đen như vậy? Hả? Nó mây là đen. Còn thấy mấy ngọn núi bây giờ nó thấp nhũng rồi, thấy không? Mình ở trên cao mình dòm xuống thấy ngọn núi thấp nhũng rồi. Mà mình thấy trọn ngọn núi luôn á. Còn khi mình đi dưới đường là mình thấy những cái ngọn núi nó cao, nó khổng lồ, chứ hồi lên đây thấy ngọn núi nó nhỏ nhỏ giống như cái ụ đất vậy. Con sẽ đứng cái sơ hình. Xa hình. Thấy xong không? Thấy sông Hàn đằng kia không? Thấy đâu? Thấy thấy. Sông Hàn mà con không có thấy trời sông Hàn. Đằng kia nó có những cái chữ Y sông là sao? Ngã ba đó, chỗ ngã ba đó có cái cồn ở giữa đó. À, nhưng mà chỗ đó là một bên qua đâu không? Không biết nữa, coi cho bản đồ mới biết được. Biển này mà sông này. Ba. Ơi. Giờ ở đây thấy mắc cười. Con thấy ở đây là không có miếng nắng luôn, đằng kia dưới che dù quá trời. Lần đầu tiên con được lên đây. Ừ. Ba cũng vậy luôn nè. Ba đi dưới này nhiều nhưng mà chưa có lên đây lần nào. Em làm chưa mới đi làm vòng mới mỏi ra. Ừ, làm vòng dưới. Không có lên đây. Thấy bài này cũng nhỏ. Tao không có thời gian lên. Thấy bài này nhỏ xíu. Đi theo đoàn á, đi theo đoàn cái lây quay ở dưới cái chơi cái hết vậy. Tao quy định vòng. Bây giờ mình đi một mình á, mình thoải mái. Bắt đầu có nắng rồi.